anh và em ta nên dừng lại. Có lỗi anh và em mình chia tay. Kết thúc là điều anh không muốn. Anh biết như thế làm em đau. Không phải vì anh mà em yêu anh, mà vì khoảng cách đôi ta quá xa. Ông ơi, ông đã không hát không ai rồi, hát như vịt đực rồi hát. Bạn đi hát như con bò ấy, bạn hát làm sao ai bằng tớ được. Thế à? Thì bạn đi hát không? Thì bạn hát làm sao bằng tiền được. Bạn phải giao cho gái ấy, chớ nhổ dâu. Cái gì đấy, hai thằng này cứ cãi nhau à? Hai sao đây để về không? Anh ơi. Sao? Thằng Bách nó hát không hay bằng em, nó cứ bảo nó hát hay hơn em ấy. Cái gì? Anh ấy em hát hay anh Bách Nguyên anh ạ. À, cái hai thằng từ đấy là không hài giao, nó cứ cãi nhau là ai hát hay hơn à? Em chắc chắn là hát hay hơn nó rồi. Rồi ông cút cho chú gái đi, đôi hát hay hơn rồi, rồi. Không phải cãi nhau nữa, bây giờ như thế này. Hai thằng hài giao nhanh lên về. Anh sẽ tổ chức cuộc thi hát, thi hát rap Việt, ok? Được, được. Em lúc nào em cũng hàng thằng Bách. Ui, thế thôi. Riêng thằng Bách này em cho một mắt. Hát như vịt được, dày dày nhỏ các bạn ạ. Thôi, mấy bạn ơi, hai em nhanh lên về đi, đi về đây. Đi về đây, nhanh lên. Xin chào bạn, mình là Hưng đây. Xin chào tất cả mọi người. Chúc cả mọi người vui vẻ nha. Các bạn ơi, đấy vừa ấy Bách với Nguyên thì cãi nhau về cái chuyện thi hát các bạn ạ. Đấy ai cũng đòi ai hát hay hơn các bạn nhá. Thì các bạn ơi, hôm nay mình sẽ tổ chức cuộc thi rap Việt theo phong cách bình dân và Dubai nhá. Vừa không? Em hiểu anh ạ. Em hiểu nhưng mà thế hai người đấy thì ai là bình dân, ai là Dubai hả? Dân là bốc thăm anh Hưng ạ. Rồi. Không công bằng. Bây giờ như thế này, bọn em có tiền không? Bọn em có. Có anh ạ. Đấy, thì các bạn ơi, bây giờ các bạn nhá, hai người sẽ phải góp 2 triệu vào các bạn ạ. Nếu ví dụ như Nguyên bốc vào Dubai thì Bách sẽ phải mất 2 triệu cho Nguyên. Còn nếu mà ai bốc vào bình dân thì sẽ được 100.000 các bạn nhá. Đấy, để hát theo phong cách bình dân các bạn nhá. Wow. Bạn em hiểu chưa? Em hiểu rồi anh ơi. Đấy, thì bây giờ oản tù tì ai nhất thì sẽ được Dubai, còn ai bét thì sẽ được bình dân. Đấy, bạn tôi tê đi. Nào. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Rồi. Yeah. Bách được Dubai các bạn nhá. Yeah. Được bình dân. Rồi. Ok, thì bây giờ xem ai sẽ là người hát hay hơn và hát theo phong cách bình dân Dubai các bạn nhá. Đấy, là bắt đầu nhá. Đi. Đi. Các bạn ơi, mình lại vào bình dân, tự nhiên lại mất 2 triệu rồi các bạn ạ. Bạn Nguyên mắng tiền đây. Đây. Các bạn ạ, mình vào hoàng hát VIP hát cho như chết các bạn ạ. Mình ê cả ngày hầu các bạn nhá. Bây giờ mình chia tiền cho bạn Nguyên về đây tiền các bạn ơi. 100.000 đồng đủ nước. Rồi, đã đưa tiền cho nhau chưa? Em chưa rồi anh ơi. Bây giờ sẽ hát theo phong cách của mình nha. Đi. Anh em ơi. Em dạy cho anh bảo. Ôi, con lợn mấy khỉ ấy. Mẹ mày ăn gan hùm sao mày xứng anh với tao? Bạn gì ạ? Tôi là người... Bạn nhé, tôi là người có tiền đấy nha. Cái gì? Mày người có tiền á? Đúng rồi. Tiền như nào? Cuộc đời của Duy Bi này chưa biết nào hiểu cho ai bao giờ, hiểu không? Dạ. Tiền thế này. Nhưng mà riêng anh Bách, hôm nay em là của anh Bách. Em phục vụ anh Bách 24 giờ luôn. Thế chứ ạ? Được anh Bách, mới đang có tiền anh nhớ. Ok anh Bách, có tiền nói gì cũng đúng. Thế bây giờ anh muốn làm gì, anh muốn đi đâu? Anh, kêu anh đi hát. Đi hát đúng không? Anh đúng rồi. Lên em cõng anh đi hát. Em kêu anh luôn đi, được chưa? Đúng rồi. Đi anh. Các bạn ơi, mình không có tiền, mình có đâu 100.000. Mình thuê loa một ngày, mình đã hết 100.000 rồi các bạn ạ. Nên mình phải ra ngoài đồng mình hát. Mình không được như bạn Bách các bạn ạ. Nhưng mình chắc mình sẽ hát hay hơn bạn Bách các bạn ạ. Bây giờ mình hát bài Hãy Tin Anh lần nữa các bạn nhá. Bài này là bài thủ của mình các bạn ạ.
ta sai khi ở bên nhau. Có yêu thương nào mà không có thương đâu. Phải chân chỉ là thật là khi em nhau. Như em yêu ấy, anh yêu em hết. Biết em có xa, xa để vòng tay anh. Bước đi kiếm tìm một người sẽ tốt hơn ai. Bên em từng ngày cho em thật nhiều anh. Em từng đi xa quá, em từng đi em mà một đêm mây đưa tôi đến anh. Được ôm lấy, được chăm sóc em, được bên em mỗi ngày. Để từng ngày khác vai cô. Má nó có nào hát nhỉ? Mày nữa rồi nghe anh được. Bác nào ra cho đây, tôi đi ra đây. Tao học chỗ này. Tao sao mày lại đâm? Tao đang hát một tí mày lại đâm. Tao đang ngủ mày rên như con bò ấy, tao không ngủ được. Mày điên rồi, mày ngủ là việc của mày, hát là việc của tao. À, thằng này, nào, mày biết chưa để cho người khác ngủ không? Đợt tao mày yêu. Người ta gọi là mỡ lên mề. Mới 500 cao rồi đó mà nói là mỡ lên mình bực không chịu được. Đây đây, đắc đắc ơi. Em vừa bổ bao quả xong ăn gì để em rút. Rút cho anh miếng thằng nào vào mồm ra đây. Thằng bỏ nhá, thằng tím anh à. Đấy, anh ăn thằng nào cũng ngon không anh? Ngon. Ngon không anh? Để kia mà anh cái mic ra. Anh hát à? Anh hát. Ui dồi. Đây anh ơi, hát bài gì để em chọn ạ? Hạt giấy em ơi. Hạt giấy ạ? Em chọn hai chân bạc hạt giấy. Mạnh lên anh bay đi. Ngày mai lên nước thức dậy và anh thấy anh bên cạnh thì anh kéo ra mép bên tay vậy vậy. Em kia phòng tay em bỏ ôm lấy anh dịu dàng. Trên đường này cũng cho anh là làm cho em. Ngày mai lên nước thức dậy và em thấy anh bên cạnh vậy. Là cũng muốn cứ mơ gì ở nữa. Được anh ơi, chắc mắt bên tay em và bên nhà em. Ôi anh ơi, làm hộp nước cho nó mát giọng anh ơi. Anh ngu có nhiều mát giọng, anh hát quá hay thật sự luôn. Em mê giọng hát của anh quá hay. Ôi ngon không anh? Anh chỉ hát tiếp á. Quá tuyệt vời anh ơi, anh hát hay quá. Cho bạn này hát này nhằm đi trả các bạn nhá. Em phục vụ có tiền không anh? Quá tuyệt vời luôn, các bạn ạ. Rồi anh vào đi. Các bạn ơi, mình đang hát thì thằng Hậu cho nó ra, nó cho mình chiếc dép các bạn ạ. Nên mình ra chỗ này mình hát. Mình mà có tiền như Bách, mình sẽ thuê loa hát hay hơn Bách luôn các bạn ạ. Giờ thôi mình thể hiện một bài hát. Xin lỗi người anh yêu cho các bạn nghe các bạn nhá. Giờ mình bắt đầu.
có lẽ anh và em ta nên dừng lại. Có lẽ anh và em mình chia tay, kết thúc là điều anh không muốn. Anh biết thế làm em đau, để nào thay đổi vì người chính anh cũng không thể nào hiểu được. Rồi ngày mai sẽ quên anh thôi. Các bạn ơi, các bạn thấy mình hát hay không các bạn? Mình hát hay như này mà thằng Hậu Trơn là nỡ lòng nào mà nó cho mình chiếc xe bằng mồm các bạn ạ. Anh đi tiếp theo để đút qua cho anh những nghe lên lên đúng không anh ơi, chấm muối đồng hành nhá. Ui giời, ngọt không anh? Ngọt các bạn, anh làm mày nữa nhỉ? Đấy làm mày nữa anh. Ui giời ơi, để mày nước cho anh uống. Bây giờ anh hát bài nào nữa? Thất tình em ạ. Thất tình à? Anh thất tình à? Đúng rồi. Không được, để em chọn anh là thất tình. Cố hát hết bài thất tình này anh nhá. Em nghe anh hát cho nên em khóc, rớt nước mắt luôn. Anh cố lên. Anh chẳng dám cầu nhiều, việc nhiều anh cố cho em. Nhiều khi yêu nhau, nhưng mất em cứ đôi thật nhiều. Anh chỉ nói em. Anh ta không biết cho anh lần này. Đợi đợi xem anh, em đã tin đi, em biết yêu anh. Nhưng nay cuộc sống cũng như anh đã ước mong. Cảm động quá. Của một đời yêu, cha anh cũng như bao đời yêu, cha anh cũng anh hát cảm động quá em không chịu được. Em buồn cái này quá rồi. Anh hát của anh cho nó vui. Anh hát tiếp đi. Em buồn quá. Anh đừng khóc đi nhá. Anh đã nhớ em đang ở. Bằng cái lo mang cuốn mất ấy trong ngày tôi thay thế anh ơi. Ngoài trời mưa tôi tươi lắm là sao. Chỉ còn riêng anh. Và từng nhiều khi mỗi nhớ đến người ta thật nhiều. Vâng các bạn ơi, đấy các bạn đã nghe được những ca sĩ của chúng ta hát rồi đúng không? Thảo Nguyên với lại ca sĩ Xuân Bách các bạn ạ, đã thể hiện những cái bài hát theo phong cách của mình các bạn ạ. Các bạn nghe thấy ai hát hay không? Đấy, ai hát hay nào các bạn? Các bạn hãy comment các bạn nha. Đấy, các bạn hãy bình chọn cho ca sĩ nha. Nếu mình các bạn là một con Bách là không một không hai nha các bạn nhá. Đấy, thì các bạn ơi, các bạn thấy ca sĩ nào hát hay các bạn hãy chấm điểm nhá. Mình không có cái bình luận gì ở đây các bạn ạ. Nếu các bạn chọn Nguyên thì các bạn hãy chọn 01, nếu các bạn chọn Bách thì ấy 02 các bạn nha. Các bạn hiểu chưa? Đấy, thì hôm nay mình đã được nghe những ca sĩ chúng ta hát thể hiện trong phong cách của mình rồi các bạn ạ. Hình như là Nguyên ăn cái dép vào mồm sao các bạn nhá. Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.